Vâng, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì em tiếp tục xúc heo mọi người. Nói chung thì để xúc hết 1.350 con này thì ít nhất cũng khoảng 5 ngày đó mọi người. Ngày hôm nay thì ở miền Trung, chính xác là Quảng Ngãi của chúng em, không có mưa, cho nên là cũng trời cũng đẹp, nắng đẹp. Tuy nhiên thì giá heo thì ngày hôm nay thị trường đi cả nước thì không tăng nhưng cũng không giảm, vẫn duy trì cái mức ổn định. Bởi vì một thời gian qua, gian dài qua thì chúng ta cái giá heo xuống thấp rồi, cho nên hôm nay nhích lên cái giá tên hà, nói chung là đã qua vượt qua 55 thì em nghĩ cũng rất là vui rồi. Còn bây giờ thì em cũng điểm sơ qua lại cái giá heo ngày hôm nay cho mọi người tham khảo. Đầu tiên chúng ta đến với khu vực miền Bắc thì giá cả ngày hôm nay không có gì thay đổi so với ngày hôm qua. Miền Bắc vẫn dao động từ giá 53 đến 54.000 đồng trên một ký heo hơi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với khu vực miền Trung và Tây Nguyên thì giá vẫn không có gì thay đổi, nhưng mà chúng ta lưu ý là giá hiện nay đã dao động từ 53 đến 56, tức là không có cái giá 52. Tất nhiên thì giá cả vẫn tùy theo giống heo nha mọi người. Và cuối cùng thì chúng ta đến với khu vực miền Nam thì giá cả dao động từ 52 đến 55.000 đồng. Long An vẫn là cái giá cao nhất và An Giang là có tỉnh có giá thấp nhất nha mọi người, tức là 52.000 đồng. Tuy nhiên ngày hôm nay thì ở chỗ em nói chung là thương lái vẫn thu mua nhiều hơn, nói chung là có cái gọi là có sôi động hơn ngày hôm qua một xíu. Tuy nhiên thì mọi người nhớ cho em là cái giá heo của chúng ta đây là cái giá nói chung là giá cơ bản thôi mọi người. Còn trong thực tế, ví dụ như ở đây ngày hôm nay em xúc cái biểu này nhỏ hơn thì cái giá là nó sát với thị trường rồi. Còn theo một số anh em là nói là ở miền Nam CB đã tăng lên giá 58.500 đồng trên một ký hơi rồi mọi người. Vâng, và tiếp theo thì em sẽ chia sẻ cùng mọi người cái vấn đề mà làm sao chúng ta thành công trong chăn nuôi. Thì để nói về cái vấn đề thành công trong chăn nuôi, chúng ta có người ta sẽ đưa ra ba cái yếu tố chính. Đó là người ta nói giống là tiền đề, và thức ăn là cơ bản, và cái kỹ thuật chăm sóc là cái quyết định. Thì hôm nay em sẽ mong cùng mọi người chúng ta phân tích cái câu ba cái ý này thì để chúng ta thấy chúng ta sẽ làm được tới đâu. Và quan trọng nhất trong chăn nuôi hiện nay thì em cũng không quên nhắc nhở mọi người là cái an toàn sinh học là chính. Bởi vì cái dịch tả châu Phi nó vẫn còn đâu đó, vẫn còn bùng phát lại rất là nhiều nơi, cho nên là nếu mà chúng ta không vượt qua được cái vấn đề mà an toàn sinh học, tức là phòng ngừa cái dịch tả châu Phi, thì chúng ta không nói được cái vé phía sau. Nhưng nếu mà ngày hôm nay chúng ta trong chăn nuôi vượt cả trong nghiệp với cái trình độ kỹ thuật và cái điều kiện chăn nuôi và làm nông nghiệp hiện nay, thì em nghĩ là cái câu giống phải đi đầu tiên, và cấm phải đi thứ nhì, và thứ ba mới là cái công tác quản lý chăm sóc. Thì giống ở đây thì chúng ta hiểu là cái giống như thế nào là cái quan trọng đầu tiên, tức là con giống ở đây nó phải là tăng trọng tốt, FCRX tức là ăn ít nhưng mà tăng trọng tốt, và thứ hai á là phải chống chịu được với dịch bệnh và điều kiện môi trường sống ở đây tốt. Đấy, đấy là hai cái yếu tố chính của con giống. Và thứ ba là con giống đó phải đóng thịt nhiều và nạc nhiều hơn mỡ, cho nên là người ta gọi là siêu nạc ấy. Cái đấy là video ngày hôm qua em cũng từng nói rồi, nhưng hôm nay chúng ta phân tích lại thôi. Thì ở đây con giống mà để gọi là chủng là tức là ăn tăng trọng nhanh á, thì trong đây người ta có công thức là ADG, người ta viết tắt như vậy, tức là chúng ta lấy cái trọng lượng khi xuất bán, chúng ta trừ lừa cái trọng lượng ban đầu chúng ta nhập vào và chúng ta chia cho tổng người nuôi, thì nó ra là cái tỷ lệ tăng trọng trên ngày, tức là một ngày nó tăng lên được bao nhiêu gram, bao nhiêu ký trong ngày. Và hầu hết kể cả tất cả các giống tốt rồi mọi người, PCB năm sau này kia, thì con số mà chúng ta chia ra được á, nó cũng chỉ nằm ở khoảng là 0.7 hoặc là 0.6 mấy, gần 0.7 là chuẩn rồi, tức là một trong quả một khoảng trình chúng ta nuôi thì một ngày nó tăng lên không trong khoảng 0.7 ký, là tức 700 gram ấy, là gọi là giống chuẩn rồi, giống tốt rồi. Cho nên là chúng ta lấy công thức đó thì chúng ta chia ra là chúng ta biết cái tăng trọng trên ngày để chúng ta biết được cái giống tốt hay không. Em muốn nói ở cái vấn đề giống là bởi vì em cũng thấy rất là nhiều người cứ đi chọn cái giống rẻ tiền mà chúng ta mua, cho nên ở đây em xin nhắc mọi người là cái đã khi giống là tiền đề thì chúng ta phải chọn cái giống tốt. Tất nhiên tùy theo điều kiện kinh tế, nhưng chúng ta nuôi đã
quyết tâm làm kinh tế thì bắt buộc anh em phải chọn cái giống công ty nào nó tốt, chúng ta tin tưởng có cái họ gọi là cái uy tín thì chúng ta mới hãy mua, chứ không nên chúng ta ham rẻ mà chúng ta mua. Và tất nhiên là cái trong vấn đề này thì phải vaccine đầy đủ nha mọi người. Đến vấn đề thứ hai là vấn đề của cám, tức là cám là cái cơ bản. Thì tất nhiên cám là chúng ta nói đến vấn đề dinh dưỡng. Cái cám này nó liên quan đến cái FCR. FCR là gì? FCR tức là cái tỷ lệ mà bao nhiêu cám cho ra một ký thịt, tính là tức là chúng ta tính trên một đơn vị ký thịt. Thì ở đây kể cả công ty lớn, công ty gia công như thế này, người ta cũng quản lý chúng ta về cái cám này qua cái thông số FCR này, tức là khi người ta nhập cám cho chúng ta rồi đó, có thể gọi là cám của chúng ta, nhưng cái phía sau là của họ quản lý, nhưng mà họ tất nhiên họ không cho chúng ta bán rồi, nhưng mà ở đây chúng ta lén bán hoặc chúng ta làm gì không cần biết, sau này họ chỉ quản lý lại cái FCR của chúng ta, tức là một ký thịt thì chúng ta tiêu hao bao nhiêu ký cám. Ở đây mỗi loại giống khác nhau, mỗi loại giống heo nha mọi người, và mỗi cái loại cám khác nhau sẽ có cái thông số FCR chuẩn này khác nhau, cho nên chúng ta nuôi với công ty nào thì nó sẽ có cái FCR chuẩn đó. FCR tính như thế nào? Tính là khi chúng ta xúc ra, tức là cái trọng lượng của một con heo khi xúc ra, chúng ta trừ đi cái trọng lượng chúng ta nhập vào, và chúng ta chia cho tổng cái số ký mà con heo nó ăn được, thì sau đó cũng như là tổng chuồng nha mọi người, là chúng ta ra cái FCR. Và thường trong cái công ty của em đây, FCR tất nhiên nó còn liên quan đến cái số ngày nuôi dài ngày nên ngắn ngày nữa, nhưng mà thường đối với 4 tháng rưỡi đến 5 tháng mà chúng ta xúc ra thì nó ra vào tầm khoảng 2.3 ký cám trên một cái thịt trở lại là chúng ta nuôi đạt đấy. Còn tất nhiên là chúng ta nếu mà lấy thông số chính xác thì phải theo hợp đồng và theo cái bản mà tính tiền ở sau này, nếu mà để xúc xong lứa này có cái bản giá tính tiền em sẽ đưa cho mọi người coi để chúng ta hiểu về cái vấn đề cám. Cho nên là cái FCR khi ở ngoài anh em mua cái cám, anh em phải hỏi người ta là cái FCR của cái giai đoạn nào, cám nào là bao nhiêu, thì sau đó chúng ta nuôi, chúng ta căng cái trọng lượng trung bình hoặc là tổng cái lứa chúng ta xúc ra, chúng ta chia lại thử, trừ đi số lượng ban đầu của heo mà chúng ta nhập vào, chúng ta chia cho tổng số cám, ký cám ăn, thì chúng ta sẽ thấy cái FCR là ra bao nhiêu. Tất nhiên chúng ta phải hiểu là ở đây chúng ta có cái tỷ lệ chết nữa, tức là tỷ lệ chết càng thấp á thì cái FCR này của chúng ta càng thấp. Bởi vì khi chúng ta một con heo to như thế này đi, nó chết trong cái lứa này, bây giờ nó chết đi nó sẽ mất tới 8-9 bao cám, là nhân cho 25 kg nó ra tới gần hơn 200 kg cám, thì chúng ta sẽ mất đi cái đó đi, thì con heo sống sẽ gánh theo cho con heo mà đã mất ăn cái cám đi, nên cái FCR tăng cao. Cho nên ở đây cái tỷ lệ chết cũng hết sức là quan trọng. Nếu mà chúng ta chết càng lớn, số lượng lớn thì cái FCR này càng cao. Và cuối cùng á, khi nó tóm lại trong cái FCR thì anh em cứ hỏi cái FCR mà nó càng nhỏ số, khi chúng ta chia ra mà cái thương số nó càng nhỏ thì cái FCR nó càng đạt. Đó là cái cách tính tiền mà người ta trả công thưởng cho chúng ta trong cái cám. Đó là những anh em nào chân gia công sẽ rất là rành những vấn đề này. Cuối cùng là vấn đề của cái vấn đề chăm sóc và quản lý. Tất nhiên cái đây là cái quyết định cái để cho chúng ta làm gọi là thành công hay không trong cái thời điểm hiện nay. Bởi vì cái công tác chăm sóc của quản lý chúng ta là tức là nói về kinh nghiệm nuôi của chúng ta. Ở đây là thường là anh em có một cái sai lầm là chúng ta coi quá nhiều cái video nói về chữa bệnh đi, mà chúng ta lại không cái quan tâm đến vấn đề phòng bệnh và cái chúng ta hỗ trợ. Thật sự phòng bệnh là một cái vấn đề cũng rất quan trọng, nhưng mà anh em rất ít phạm. Anh em phía ngoài anh em thường là khi nào bị bệnh chúng ta mới chữa, cho nên là anh em rất là thích coi những video mà họ chữa bệnh này bệnh kia rồi họ làm cái gì là anh em rất thích. Nhưng thật sự trong chăn nuôi như em đây, em cũng chả giỏi đâu, nếu mà đưa ra con bệnh thì em cũng không chữa nổi đâu. Nhưng ở đây chúng ta phòng là chính, và thứ hai là chúng ta hỗ trợ. Ví dụ như chúng ta khi nói mà khi là bị tê xanh nha mọi người, hay nghe nhất á, mọi người hay sợ nhất vấn đề đó, thì mọi người nên nhớ là ngoài cái đánh kháng sinh á để gọi là phòng tỏa cái bệnh kế phát, thì hỗ trợ và hỗ trợ cho em. Hỗ trợ như thế nào? Hỗ trợ đó là hỗ trợ cái tăng sức đề kháng, hỗ trợ cái thuốc bổ, hỗ trợ cái cuộc sống, cái tiểu khí hậu từng nuôi, cái môi trường sống cho con heo,
giãn mật độ nó ra, đó là cái quyết định để mà chúng ta cấp cứu được con vật nuôi không. Chứ chưa chắc thì bởi vì virus thì nó không có thuốc chữa, cho nên mọi người phải quan tâm đến cái hỗ trợ cho em. Và cái quan trọng đó là hỗ trợ là phải từ đầu, phải lúc nhỏ vô, càng nhỏ càng hỗ trợ tốt. Chứ anh em đừng có tư tưởng là cứ thúc rồi mới mua ba cái vũ béo về chúng ta ăn. Nếu không mang được cám thì không có ký. Dù có chúng ta có thấy to bung thịt này kia đi, nhưng cần ký này nó sẽ như thế thôi. Tất nhiên nó phải có một chất lên một xíu, nhưng không bao nhiêu quả. Mọi người nên nhớ ăn cám mới có ký. Và khi nói về vấn đề chăm sóc và quản lý chuồng trại thì tất nhiên là đầu tiên phải nói đến cái chuồng nuôi của chúng ta. Nó phải đúng độ xuôi, nó phải thoáng này kia. Như trại em là nó xáo như thế này, cho nên là em có khả năng hết lứa này em phải tranh thủ em sửa ngay những cái lao phân. Còn độ xuôi thì của em ở đây là có anh em cũng hay hỏi là hồi xưa em làm 2% nhưng cái này 22,5% là ok mọi người. Bởi vì cứ khoảng 10 mét là tức là 25 cm đấy, trong độ xuôi đó. Chúng ta làm đúng độ xuôi đường nước chúng ta đi ngay ngon thì chúng ta làm việc rất là khỏe, chúng ta làm rất là chuẩn. Và khi cái quạt kia mà nó tốt á, thì chúng ta sẽ lợi điện và cái môi trường trong này nó sẽ rất là thông thoáng, bởi vì cái quạt nó hút khí ra bên ngoài, nó càng đạp thì càng ok. Đấy là cái công tác quản lý. Còn chăm sóc tất nhiên là cái tùy theo cái kinh nghiệm của mỗi người, nhưng em mong muốn ở đây là anh em phải hiểu chúng ta phòng và hỗ trợ tất phòng theo giai đoạn. Ở đây chúng ta nuôi công ty thì tụi em áp dụng theo công thức của công ty. Còn ở ngoài anh em khi mua giống quay, tất nhiên người bán giống họ sẽ có một cái gọi là họ tư vấn, và họ sẽ hiểu được cái nguồn heo của họ là nó mang các bệnh gì trong cái giai đoạn nào. Thì lúc đó anh em cứ hùa và chúng ta đi theo phòng. Và quan tâm cho em, đừng quan tâm nhiều quá. Nếu mà anh em không rành về chăn nuôi, anh em quan tâm cho em là cái thuốc A-Mốc này, là điều trị kháng sinh phổ rộng, nó trị lung tung bệnh, gọi là vậy. Còn cái như tiêu chảy thì chúng ta điều trị bằng colistin này. Đấy, rồi chúng ta ho thì chúng ta điều trị bằng phà lo, doxy, hoặc là septiofur, hoặc là tilandoxy. Đó là những cái mà chúng ta cần quan tâm chính. Còn nó lung tung lăng tăng thì chúng ta cứ từ từ, chúng ta có kinh nghiệm chúng ta sẽ tìm hiểu rộng thêm. Ví dụ Mico rồi chúng ta nên chọn là tiamolin, ví dụ vậy. Oxy tetracycline, những cái tên thông thuộc mà chúng ta dễ tìm, hoặc là gentamax vân vân. Đó là những cái mà em muốn mọi người hãy tập trung lại. Chúng ta tập trung qua cái gì nó đơn giản dễ làm thì chúng ta tập trung, chúng ta tìm hiểu như vậy. Chứ mọi người đừng có xem lăng măng nhiều quá thì sau này khi chăn nuôi đi, chúng ta áp dụng không được cái gì, chúng ta không nhớ cái gì để áp dụng, vì chúng ta có quá nhiều cái vấn đề để chúng ta nhớ. Và hãy nhớ là mọi người nên cố gắng hỗ trợ cho con heo càng tốt thì mọi người cái vấn đề chúng ta tốn kháng sinh sẽ còn ít lại. Mọi người nhớ vậy. Lúc đầu chúng ta tiêm phòng này, chúng ta hỗ trợ bằng thuốc bổ này, hỗ trợ bằng cái tăng sức đề kháng này, thì sau này con heo của chúng ta nó mới ít bệnh trở lại và nó phát triển tốt. Đấy, chứ không phải là cứ tới giai đoạn cuối rồi anh em chúng ta cứ đổ thuốc bổ đùng đùng vô. Ở đây em ngày xưa thì em có cho ăn tăng trạm về của công ty, nhưng em thấy nó cũng không ra gì cả, bởi vì con heo nó xù xì nhân căng lên mà không có ký. Thì sau này quyết định là phải làm từ đầu, làm lúc nhỏ. Và đánh cỡ như thế này em chỉ cho điện giải Barace hoặc là Bacon Black một ít gì đó thôi, còn lại con heo ăn cám sẽ có ký. Đó là cái em đảm bảo với mọi người. Còn tất nhiên anh em nào hỗ trợ giai đoạn cuối thì nó vẫn tốt thôi, nhưng mà em cái đó em không là không quan trọng, em không quan trọng cái hỗ trợ giai đoạn cuối. Và đó cũng là cái ý kiến của em về khi chúng ta bàn về cái vấn đề làm sao để thành công trong chăn nuôi. Tất nhiên cái sự kinh nghiệm, cái chăm sóc quản lý là rất quan trọng, thì chúng ta có thể học lần lần, chúng ta phải nhờ kỹ thuật. Còn cái gì nó cao cấp quá, tất nhiên chúng ta còn có thú y bên ngoài nữa mà, chúng ta thuê, chúng ta điền hồ chữa bệnh. Nhưng tất nhiên là để tìm hiểu, để cái chúng ta có một cái kinh nghiệm thì chúng ta phải rút dần, chúng ta phải thử, chúng ta phải nói chung là có một cái tìm tòi. Nhưng mà em không mong muốn là mọi người tìm tòi một cái loang mang quá thì mọi người sẽ không hiểu được, không nhớ được hết. Cái quan trọng cho chăn nuôi hiện nay là cái môi trường sống. Anh em vào hít thở, chúng ta thấy nó ok là con heo nó ok. Còn chúng ta thuốc thì chúng ta phòng theo giai đoạn, thì chúng ta hỏi được mà. Chúng ta mua thuốc là chúng ta hỏi cái này thuốc này phòng cái gì, giai đoạn nào, ví dụ vậy. Rồi có vấn đề chúng ta cho ăn thì chúng ta cũng nên tìm hiểu là con heo nó ăn cái mức nào nó sẽ tiêu thụ, và nó cần cái gì. Như Bacon Black là cách ăn, còn cái men tiêu hóa là giúp tiêu hóa tốt để hấp thụ tốt của cơ thể. Đấy, chúng ta không nên cho ăn tràn lan, không nên phí cám, không cho ăn quá nhiều. Rồi cái cách cuối cùng là như chúng ta chăm sóc thì em nói từ đầu đấy, thì chúng ta cứ học hỏi dần dần.
chúng ta nên hỗ trợ từ đâu, quan trọng là hỗ trợ từ đâu, tăng cái sức đề kháng trong heo, gọi là lấy cái cơ bản, cái nền cho con heo, thì sau này con heo của chúng ta nó sẽ khỏe hơn. Còn tất nhiên cái vấn đề dịch bệnh này kia thì chúng ta không nói hết được, bởi vì mỗi vùng, mỗi người có một cách chúng ta quản lý trồng trại khác nhau. Nhưng em mong muốn chúng ta cùng nhau phát triển, chúng ta cùng nhau góp nhiều ý kiến để cho ra một cái nào ý chung, để chúng ta thấy cái hay mà chúng ta làm. Và bây giờ thì em xin chúc mọi người sức khỏe và chăn nuôi thành công. Em sẽ cố gắng là liên tục đi với mọi người, để sau này chúng ta có một cái gì đó gọi là cái nói chung, chúng ta thành công chung. Và bây giờ thì em xin tạm biệt.